Hôm qua ngày 4 tháng 9, lãnh đạo Thành ủy Bến Tre đã đến trao gạo cùng kinh phí hỗ trợ cho xã Phú Nhuận và Nhân Thạnh, giúp các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn đã trao cho mỗi xã 4 tấn gạo và 10 triệu đồng, chia sẻ những vất vả hy sinh của các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đánh giá cao sự đồng thuận chấp hành từ phía người dân qua 3 đợt giãn cách xã hội, góp phần giữ vững thiết lập được vùng xanh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu Đảng bộ, chính quyền xã Phú Nhuận và Nhân Thạnh tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần vượt khó, giữ vững phát huy kết quả đạt được, nâng cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống dịch, phải rà soát thực hiện chu đáo công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người dân khó khăn, không để ai phải thiếu đói. Bên cạnh đó, chuẩn bị các kế hoạch phương án cụ thể triển khai thực hiện tốt nghị quyết 06 của Thành ủy về thực hiện chủ trương giữ vững trạng thái bình thường mới trên địa bàn thành phố.